Trận đấu giữa đội tuyển bóng nữ Việt Nam và Campuchia đã bắt đầu. So với trận đấu ra quân gặp Philippines thì ngày hôm nay chỉ có 3 cái tên được huấn luyện viên Mai Đức Chung giữ lại trong đội xuất phát. Đó là trung vệ Lương Thị Thu Thương, cầu thủ chạy cánh Nguyễn Thị Bích Thủy và tiền đạo Phạm Hải Yến. Thu Thương, đây là Thanh Nhã. Ngày hôm nay thì cánh phải của đội tuyển Việt Nam đang là Nguyễn Thị Thanh Nhã, cầu thủ mang áo số 19. Cầu thủ đã được tung vào sân trong hiệp 2 của trận đấu với Philippines. So với đối thủ Campuchia thì rõ ràng là cầu thủ Việt Nam đánh giá cao hơn nhiều. Thanh Nhã, Thu Thương, Lê Thị Diễm My đang là người chơi thay thế vị trí của Trương Thị Kiều, vị trí trung vệ thòng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc thì có thể thấy rằng đội tuyển bóng nữ Việt Nam đang là những người làm chủ thế trận. Campuchia lùi rất sâu về phần sân nhà. Thanh Nhã, pha đi bóng của Thanh Nhã quá tắt. Cơ hội dành cho cầu thủ Việt Nam, có khoảng trống dứt điểm. Cú sút đầu tiên của trận đấu, đó là tình huống dứt điểm của cầu thủ áo số 11 Ngân Thị Vạn Sự. Vạn Sự cũng là một cái tên được huấn luyện viên Mai Đức Chung tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Philippines. Đây là một cầu thủ còn khá trẻ. Bóng thuộc về cầu thủ Việt Nam, Hải Yến. Hàng thủ của Campuchia đã có phần lúng túng khi phải đối đầu với những cô gái của chúng ta. Một đại diện của khu vực châu Á tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Thanh Nhã rất khéo, Bích Thủy. Bích Thủy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu gặp Philippines, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên. Trước một đối thủ giàu về thể lực như Philippines, Bích Thủy vẫn có nhiều tình huống xử lý cực kỳ ấn tượng. Không được. Diễm My, Hải Linh, đây là Vạn Sự. Chuyển bóng quá hay, vẫn là cầu thủ Việt Nam. Cơ hội dành cho Thanh Nhã. Bóng chủ yếu lăn về phần sân của cầu thủ Campuchia từ đầu trận. Trận đấu mà chúng ta đang chơi với đội hình 2 nhưng vẫn có thể lấn lướt đối thủ. Vào tuần tới thì đội tuyển bóng nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết và sau đó chắc chắn người hâm mộ sẽ chờ đợi chúng ta có thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Những gì mà đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Myanmar cho thấy trong những trận đấu đã qua của họ ở bảng B mang tới sự chờ đợi và một vòng bán kết thực sự hấp dẫn giữa bốn cái tên Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Myanmar. Thanh Nhã, Bích Thủy xử lý rất hay. Bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam, lại là Thanh Nhã.
Đội bóng hơi dài. Bích Thủy. Quang ơi. Bích Thủy tạt bóng. Cơ hội xây thủ Việt Nam đánh đâu. Nguyễn vào. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng mở tỷ số tới từ rất sớm. Là người lập công là tiền vệ Nguyễn Thi Vận. Sức ép lớn mà đội tuyển Việt Nam tạo ra đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số, báo hiệu cho một chiến thắng tưng bừng ngày hôm nay dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bích Thủy qua người, sau đó tung đường truyền vào phía trong. Một tình huống dàn xếp tấn công bài bản của đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Nhã, Hải Linh. Go for Việt Nam by player number 18 Nguyễn Thị Vân. Rất hay. Một cơ hội nữa dành cho đội tuyển bóng nữ Việt Nam. Thắng cho đội Việt Nam. Bích Thủy là người vừa xâm nhập vào cấm địa. Hải Yến chuyển bóng ra cánh cho Thanh Nhã. Những pha xử lý quá hay. Bích Thủy. Thực sự là những cô gái của đội tuyển bóng nữ Việt Nam đang mang tới cảm hứng lớn dành cho người hâm mộ với những tình huống xử lý đẳng cấp của mình. Rất tự tin. So với trận đấu gặp Philippines thì hôm nay Bích Thủy đang đảm nhiệm một vị trí cao hơn trong đội hình. Cánh phải của cô đang được chấn giữ bởi Thanh Nhã. Bích Thủy đã chơi cao hơn và thường xuyên xâm nhập vòng cấm địa. Không được. Hải Yến chính là cầu thủ đã giành giải thưởng quả bóng bạc Việt Nam 2021. Một năm thành công với tiền đạo. Ném biên cho cầu thủ Việt Nam. Thanh Nhã. Thu thường. Đây là Diễm Mỹ. Nam đang lên bóng đều ở hai cánh. Đội chuyền hơi mạnh một chút. Phương Thảo. Tốt. Bóng thuộc về các thủ Campuchia. Rất khó cho cầu thủ áo đỏ có thể tìm được phương án tấn công vào lúc này. Tuyển bóng nữ Việt Nam đã giành vé tham dự World Cup 2023. Để tạo nên chiến tích lịch sử thì Hoàng Quỳnh cũng đã phải chia xa con gái của mình. Phương Thảo. Hoàng Quỳnh và Hải Linh đang là cặp tiền vệ của đội tuyển bóng nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Trên thì Hải Linh. Rất nhịp nhàng. Cơ hội dành cho cầu thủ Việt Nam. Thanh Nhã.
12 của trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn. Diễm My tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Phạm Hoàng Quỳnh đường truyền dành cho Hải Linh, rất hợp lý. Thanh Nhã, toàn bộ cầu thủ Campuchia đang có mặt ở phần sân nhà. Có lẽ mục tiêu ngày hôm nay mà Campuchia hướng tới sẽ là hạn chế tối đa những bàn thua. Sự chênh lệch về mặt đẳng cấp giữa đôi bên là quá lớn. Thanh Nhã rất khéo léo, quả đá phạt dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tình huống phạm lỗi là của Ban Chantevay. Thi đấu với phần lớn đội hình là những cầu thủ dự bị, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đang cho thấy được sự áp đảo trên sân so với đối thủ Campuchia. Thầy đã phải nhận chiếc thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi vừa rồi với Thanh Nhã. Đứng trước bóng đang là Phạm Hoàng Quỳnh. Phạm Hoàng Quỳnh sinh năm 1992 và năm nay cô đã 30 tuổi. Cuối năm 2018 thì Hoàng Quỳnh đã giải nghệ để lập gia đình và sau đó thì sinh con. Nhưng sau một quãng thời gian nghỉ thi đấu thì tiền vệ của Quảng Ninh đã quay trở lại với sự nghiệp của mình vào tháng 1 năm 2021 trong áo của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Hoàng Quỳnh, Hải Linh đã không tìm ra cơ hội dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Mình tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Diễm My, Phương Thảo, Phạm Hoàng Quỳnh. Tiếp tục là một tình huống cố định. Lương Thị Thu Thương khá nguy hiểm, thủ môn của Campuchia đã không thể bắt dính bóng. Sẽ có tình huống phạt góc dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Liên tiếp là sức ép mà cầu thủ áo trắng tạo ra. Thêm một cú sút nữa. Lần này thì thủ môn của Campuchia đã xuất sắc để cản phá. Một thế trận một chiều đang diễn ra trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay. Bích Thủy vẫn là cái tên thi đấu rất nổi bật trong thành phần của đội tuyển Việt Nam. Cả trận đấu Philippines lẫn trận đấu ngày hôm nay. Hai trận đấu thì cô đang chơi trong những vai trò khác nhau. Đây là một thời cơ lên bóng dành cho thủ Campuchia, nhưng nó cũng dễ dàng bị cắt đứt bởi trung vệ của đội tuyển Việt Nam Lê Thị Diễm My. Thu Thương, Hoàng Quỳnh, cánh phải là Thanh Nhã,
trước của đối thủ như Campuchia thì rõ ràng đây là một cơ hội tốt để huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể tạo điều kiện cho những cầu thủ dự bị hay những cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội thi đấu có thể ra sân và làm quen với bầu không khí của SEA Games. Cũng là cơ hội để ông giữ chân cho những trụ cột cầu thủ đã phải thi đấu liên tục trong các thời gian qua. Hình như Quốc Dung, Kim Thanh hay Trương Thị Kiều thì sẽ có thể duy trì được nền tảng thể lực tốt hướng tới vòng bán kết. Cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn, dứt điểm. Đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội từ đầu trận. Nếu may mắn hơn một chút thì chúng ta thậm chí có thể dẫn sâu hơn thay vì tỷ số 1-0 cho tới lúc này. Đó là cú vô lê của Ngân Thị Vạn Sự. Ngân Thị Vạn Sự năm nay mới 21 tuổi và là thành viên của câu lạc bộ Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam đang chơi nửa sân. Hơi mạnh. Hải Linh, đường truyền dài của Hoàng Quỳnh, quá hay, cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, có thể dứt điểm, Bích Thủy. Vừa rồi thì Phạm Hoàng Quỳnh đã có một đường truyền có thể nói là rất đẳng cấp. Cầu thủ phía trên của Việt Nam có đôi chút thiếu hiểu ý trong pha bóng này. Hôm nay thì Bích Thủy và Nguyễn Thị Vạn đang chơi cao để hỗ trợ cho Hải Yến ở phía trên. Đội tuyển nữ Việt Nam gần như đang chơi với sơ đồ 3-4-3. Các trung vệ là Phương Thảo, Diễm My và Thu Thương. Hai cánh là Thanh Nhã, Vạn Sự, Hoàng Quỳnh và Hải Linh là quả tiền vệ trung tâm. Trong khi đó ở phía trên thì Hải Yến chơi cao nhất, Nguyễn Thị Vạn và Bích Thủy chơi rộng phía sau. Rất khéo léo, đưa cho khe dành cho Bích Thủy, đưa bóng vào, Nguyễn không vào. Cú dứt điểm là của Hải Yến. Hải Yến khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2011. Tháng 3 vừa qua thì cô đã nhận bằng cử nhân loại giỏi khoa huấn luyện thể thao tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Thanh Nhã, pha đi bóng đầy tốc độ của Thanh Nhã, vẫn là số 19 của Việt Nam, không qua được cầu thủ thứ 3 của Campuchia. Nhưng cô cũng khiến cho hậu vệ của đối phương phải choáng váng. Bích Thủy, đây là Hoàng Quỳnh, cơ hội dành cho thủ Việt Nam, dứt điểm. Đây là cú sút của Nguyễn Thị Vạn. Đội tuyển bóng nữ Việt Nam đang chơi lướt lướt hoàn toàn so với đối thủ Campuchia ngày hôm nay. Khác biệt với sự khó khăn trong trận đấu ra quân gặp Philippines, hôm nay các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang chơi có thể nói là thoải mái hơn rất nhiều. Đây không khác nào một trận đấu tập để các cô gái của chúng ta hướng tới mục tiêu xa hơn, vòng bán kết và sau đó là mục tiêu bảo vệ huy chương vàng.
Thanh Nhã là một trong những cái tên thi đấu nổi bật kể từ đầu trận. Khả năng ghi bóng của số 19 với tốc độ và kỹ thuật cá nhân là rất tốt. Hải Linh. Và sự đây là Thu Thương. Pha như chân quá hay. Thanh Nhã phạm lỗi rồi. Xứng đáng với một chiếc thẻ phạt. Đó là một tình huống phạm lỗi rất thô của Israelic. Không có Tuyết Dung trên sân thì Bích Thủy sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Thủ môn Chen Soviet của cầu thủ Campuchia đã phải hoạt động hết công suất trong hơn 20 phút đã qua. Quả treo bóng của Bích Thủy. Bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Diễm My. Thanh Nhã. Rất hợp lý. Đây là Bích Thủy. Nguyễn Thị Vạn. Bóng không tới được chân của Vạn Sự. Nhưng ngay lập tức thì đội tuyển bóng nữ Việt Nam lại giành lại bóng. Có lẽ quyền kiểm soát bóng của chúng ta phải lên tới 80% trong phút đã qua. Thậm chí là hơn. Campuchia hiếm khi cầm được bóng quá 3 giây. Ngay cả những thủ vệ như Phương Thảo hay Thu Thường cũng không ngần ngại dâng cao và thường xuyên có mặt bên phần sân của Campuchia. Thu Thường. Diễm My. Và xử lý rất khôn ngoan, xâm nhập vòng cấm địa. Cơ hội dành cho Hải Yến, qua người Hải Yến, không vào, vẫn còn. Tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Cầu thủ của huấn luyện viên Mai Đức Chung có khả năng xử lý bóng rất thanh thoát. Trong tay của chiến lược gia Lão Loang này là một đội hình tương đối đồng đều và có sự kế thừa giữa những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, những cầu thủ đang vào đội 9 và những tài năng trẻ. Quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu giữa đội tuyển bóng nữ Việt Nam và Campuchia trên kênh Ong Football. Cùng thời điểm này thì trên các kênh sóng thể thao của VTV Cup là những nội dung thi đấu khác của SEA Games. Lúc này thì những môn thể thao đáng chú ý như bơi hay điền kinh đang diễn ra. Quý vị khán giả có thể theo dõi những sự kiện này trên kênh On Sport hoặc On Sport News cũng như ứng dụng On Sport TV hay VTV Cup On. Đồng thời lúc này trên kênh On Sport cộng đang là trận đấu giữa đội tuyển Campuchia và đội tuyển Thái Lan môn bóng đá nam. Này thì đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 37 huy chương vàng tại SEA Games 31 và vẫn đang dẫn đầu toàn đoàn.
trong ngày 14 tháng 5 thì tính tới thời điểm hiện tại chúng ta đã giành được 12 huy chương vàng, 4 ở môn điền kinh. Một mình vận động viên Nguyễn Thiều Anh đã giành 2 huy chương vàng ở các nội dung 1500m nữ và 5000m nữ. Vận động viên Lương Đức Phước giành huy chương vàng ở 1500m nam. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Không được. Bóng nhanh chóng thuộc về quyền kiểm soát của các cô gái áo trắng. Nguyễn Thị Vạn. Một huy chương vàng khác của môn điền kinh trong hôm nay đó là nội dung ném lạo của Nguyễn Hoàng Văn. Trong khi đó ở môn bơi thì Nguyễn Hoàng Văn là người mở hàng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 1500m tự do nam. Môn rowing có thêm 4 huy chương vàng. Các môn ủ su, đấu kiếm và thể hình cũng đều giành thêm một huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Nguy hiểm. Và sự Hoàng Quỳnh đánh đầu. Một tình huống phượt đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam. Thật đáng tiếc là cú đánh đầu lái bóng của Bích Thùy lại không đưa được trái bóng vào khung thành. Những phút đã qua thì tiền vệ Hoàng Quỳnh có rất nhiều những tình huống chuyền bóng đẳng cấp. Dù đã 30 tuổi nhưng Hoàng Quỳnh vẫn cho thấy được phong độ tương đối tốt khi cô được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Hoàng Quỳnh lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển vào năm 2012. Cô đã cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á năm 2012, sau đó vào tới bán kết của ASEAN 2014. Chồng của Hoàng Quỳnh là một cựu tiền vệ của U23 Việt Nam, cầu thủ Hồ Ngọc Thắng. Phút thứ 30, tỷ số trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia vẫn đang là 1-0. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đã có được một cách biệt lớn hơn nữa. Bây giờ là một cơ hội dành cho thủ Campuchia. Seon Vifa tỏ ra quá lạc lõng trong pha tấn công vừa rồi, mặc dù cô cũng đã rất nỗ lực. Thanh Nhã thủ thường. Đường chuyền của Hải Linh rất hay. Và sự bóng lại thuộc về các cầu thủ áo trắng. Đúng là để các cầu thủ Campuchia có thể cầm bóng quá 3 giây là một điều rất khó khăn trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chuyền hơi mạnh. Bơi thì vận động viên Phạm Thanh Bảo đã giành huy chương vàng nội dung 100m bơi ếch nam và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 1,17 giây.
thêm một ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Thanh Nhã, những diễn biến của SEA Games 31 sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trọn vẹn và chi tiết trên hệ thống các kênh thể thao của VTV Cup. Bên cạnh đó là các chương trình đồng hành môn bóng SEA Games, nhật ký SEA Games cũng như các chương trình bình luận trường quay cùng các trận bóng đá có sự có mặt của các đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn sẽ thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển Việt Nam. Dứt điểm ngay. Một sức ép lớn được các cầu thủ áo trắng tạo ra. Nhưng vấn đề là họ cần có thêm những bàn thắng để sớm ấn định cục diện của trận đấu. Trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì. Dù cho Campuchia ngày hôm nay tỏ ra lép vế hoàn toàn so với chúng ta, nhưng thực tế cách biệt trên sân chỉ là một bàn mà thôi. Nếu cứ phung phí những cơ hội thì đội tuyển Việt Nam vẫn có khả năng phải trả giá trong những phút cuối. Và xử lý khá tự tin, khó có thể làm nên chuyện giữa vòng vây của năm cầu thủ áo trắng. Thanh Nhã, đường truyền của Thanh Nhã rất hợp lý, nguy hiểm. Những đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam rất đa dạng. Pha cắt bóng của Thu Thương không được. Bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên một thành công lớn với việc lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup. Chiến dịch vòng loại diễn ra cũng chính là Asian Cup 2022 tại Ấn Độ. Đó là một giải đấu cực kỳ khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước khi giải đấu diễn ra. Thì có tới 17 cầu thủ dương tính với Covid-19 sau khi các tuyển thủ của chúng ta bị lây nhiễm từ đội bạn. Thực tế chỉ có 6 cầu thủ bay sang Ấn Độ trước ngày 16 tháng 1 để cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung chuẩn bị cho hành trình tại Asian Cup. Tới nơi thì lại có thêm 2 người dương tính nữa, và có những buổi tập mà huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ có từ 3 tới 4 cầu thủ tham dự. Rất may là sau đó thì phần lớn những cầu thủ nhiễm Covid đã kịp phục hồi và hội quân với các đồng đội trước khi giải đấu diễn ra. Mặc dù vậy thì sự ảnh hưởng của Covid-19 cũng khiến cho nền tảng thể lực cũng như khả năng gắn kết của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giảm sút đáng kể. Nhưng với tinh thần chiến đấu quật cường thì các cô gái của chúng ta vẫn có được thành công. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ để thua trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản, như Trung Quốc. Sau đó thì ở loạt playoff chúng ta có những chiến thắng quan trọng cho Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Việt Nam cùng Philippines là những đại diện của khu vực Đông Nam Á đã giành vé tham dự World Cup 2023. Rất khéo léo. Thu Thường có ngoại hình tương đối giống với Trương Thị Kiều. Quả đi bóng quá hay.
cầu thủ nữ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân thực sự tốt. Đó là trên sân còn chưa có những chuyên gia về việc làm ảo thuật với trái bóng như Tuyết Dung hay Huỳnh Như. Và sự Nguyễn Thị Vạn. Bóng lại thuộc về các thủ Việt Nam. Đây là Hải Yến, Thanh Nhã. Một thế trận quá chênh lệch. Lại là Thanh Nhã. Quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Diễm My. Quá người rất khéo léo tạt bóng. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Thanh Nhã. Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn là chủ nhân của bàn thắng duy nhất cho tới lúc này. Đường chuyền của Hoàng Quỳnh. Với việc cầu thủ Campuchia đang phòng ngự số đông bên phần sân nhà thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cần phải có những tình huống chuyền bóng kéo giãn đội hình cũng như những pha xử lý đột biến nhờ kỹ thuật cá nhân để tìm ra khoảng trống dứt điểm. Bích Thủy giơ tay dứt điểm không vào. Một lần nữa thì Hải Yến lại bị từ chối. Thủ môn Chen Soviet của Campuchia cũng chơi tương đối ấn tượng trong hiệp đấu này. Một hiệp đấu quá vất vả với thủ môn của cầu thủ Campuchia. Quá mạnh. Phút thứ 40, tỷ số vẫn đang là 1-0. Không thi hẳn. Vạn sự. Đây là Hoàng Quỳnh. Hải Linh. Phối hợp rất hay. Phạm Hoàng Quỳnh. Tiếp tục là số 6. Tình huống sóng gió trước khung thành của Campuchia. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc. Có thêm tình huống đá phạt góc nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống phối hợp nhanh. Thủ thương.
cứu bóng. Quang ơi, bóng lại thuộc về cầu thủ áo trắng. Hoàng Quỳnh, Thanh Nhã, dù có được một thế trận áp đảo hoàn toàn trước đối phương, nhưng đội tuyển Việt Nam tới lúc này vẫn mới có được một bàn thắng. Chắc chắn là các học trò của đội viên Mai Đức Chung mong muốn có nhiều hơn ở trận đấu này. Vạn Sự, Nguyễn Thị Vạn, đây là Thanh Nhã, sút đẹp hay, cú sút của Nguyễn Thị Vạn, lại là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hải Yến cho vào, quá nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Riêng trên sút chủ lực của chúng ta, đội trưởng Hải Yến đã có tới 4 năm tình huống dứt điểm trong hiệp đấu này. Pha đỡ bóng của Hải Yến là rất hợp lý, tình huống dứt điểm cũng vậy. Đáng tiếc là hậu vệ của Campuchia đã kịp đuổi về. Tiếp tục là cơ hội dành cho Việt Nam, không được. May mắn vẫn chưa thêm một lần mỉm cười với chúng ta. Và căn ngang vừa rồi là của Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn có ngoại hình và gương mặt có nhiều nét khá giống với tiền vệ Quang Hải. Đã từng có thời điểm mà sự giống nhau đến kỳ lạ này trở thành một chủ đề phổ biến trên mạng xã hội. Cả hai đều là những cầu thủ quan trọng trong đội hình của đội tuyển quốc gia. Và đều sinh năm 1997. Rồi, William dứt điểm, không được. Thời gian bù giờ là 1 phút. Một tình huống mà Hải Yến đã đi bóng qua 3-4 cầu thủ áo đỏ. Đáng tiếc là cô không tìm ra được một thời cơ tốt để dứt điểm. Sẽ có 1 phút bù giờ trận đấu đầu tiên. Diễm My, Thanh Nhã, Nhã để mất bóng. Cơ hội dành cho Campuchia. Hãy xem chừng những tình huống như thế này. Trận thời chính đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Đội tuyển nữ của chúng ta đang dẫn trước đối thủ Campuchia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ngay ở phút thứ 6 của Nguyễn Thị Vạn. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi tới với hiệp 2 của trận đấu này. Ladies and gentlemen, the halftime score is Cambodia 0, Việt Nam 1. Kính thưa quý vị khán giả, kết thúc hiệp số 1, tỷ số đội tuyển nữ Campuchia 0, đội tuyển nữ Việt Nam 1.
Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với sân vận động Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Trước mắt chúng ta sẽ là hai trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đối thủ Campuchia. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Với bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Thu, player number 15 Nguyễn Thị Bích Thùy, replaced by player number 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 2 Như vậy là đầu hiệp 2 thì cầu thủ Việt Nam đã có hai sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 15 Nguyễn Thị Bích Thùy rời sân. Bích Thùy rời sân nhường chỗ cho Tuyết Dung. Nguyễn Thị Tuyết Dung vào sân. Còn Thu Thương nhường chỗ cho Nguyễn Thị Thu. Đấu đầu tiên thì chúng ta đã chơi hoàn toàn lấn lướt đối thủ. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình thì chắc chắn tỷ số không thể dừng lại ở 1-0. Diễm My. Pha phối hợp rất nhanh. Người đang có bóng là Phạm Hoàng Quỳnh. Thôi, không vào. Một dứt điểm hơi nhẹ của Thanh Nhã. Diễm My, Phương Thảo, Phạm Hoàng Quỳnh. Người đang có bóng là Tuyết Dung. Đây là Thanh Nhã. Cầu thủ có tốc độ rất tốt. Tuyết Dung. Tuyết Dung để mất bóng. Cơ hội phản công dành cho thủ Campuchia. Lại là Tuyết Dung. Quá hay. Pha xử lý tuyệt vời của Tuyết Dung. Quá tắt. Tuyết Dung là một cầu thủ có những tình huống đi bóng rất điều nghệ. Bên cạnh đó là khả năng ghi bàn từ những quả phạt góc. Cho tới lúc này của sự nghiệp thì Tuyết Dung đã ghi được ít nhất 3 bàn thắng từ những quả đá phạt. Những quả đá phạt góc thành bàn trở thành một thương hiệu của tiền vệ mặc áo số 7 đội tuyển Việt Nam. Vẫn là các cô gái Việt Nam. Rất hay. Hoàng Quỳnh go vào. Và xử lý có thể nói là rất ấn tượng của Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh là một thành viên hiếm hoi trong thành phần của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đã lập gia đình và có con. Như tiếng cổ vũ Việt Nam trên các khán đài sân Cẩm Phả mang tới nguồn động viên to lớn dành cho các học trò của đội tuyển mái Đức Chung. Hình ảnh những khán giả tại Quảng Ninh xếp hàng dài để chờ nhận vé theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia đã cho thấy được sức hút mà các cô gái của đội tuyển bóng nữ của chúng ta đã mang tới. Họ thực sự là những niềm tự hào của thể thao nước nhà. Chúng ta đã từng có đội tuyển Futsal giành vé tham dự World Cup, đội tuyển U20 giành vé dự World Cup và bây giờ có đội tuyển nữ giành vé dự World Cup. Vạn Sự. Quả tạt của Vạn Sự. Đây đâu?
thủ môn của Campuchia không thể passing bóng, và cũng không phải là một tình huống dứt điểm khó của Hải Yến. Ngày hôm nay thì may mắn thực sự chưa mỉm cười với tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Rất nhiều những tình huống dứt điểm nhưng số 12 vẫn chưa tìm được bàn thắng. Trong trận đấu với Philippines, hai cầu thủ đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam đó là Tuyết Dung và Thùy Trang. Còn cầu thủ mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay là Nguyễn Thị Vạn. Và lúc này thì Hải Yến vẫn chưa nổ súng. Nguyễn Thị Vạn là cầu thủ vừa bị phạm lỗi. Chuyền bóng đang là Trần Thị Thu, cầu thủ được tung vào sân trong hiệp đấu thứ hai này. Bên cạnh đó là Văn Sự. Một cầu thủ của Campuchia đang bị đau. Tuyết Dung. Hải Linh. Trần Thị Thu. Bóng vẫn đang được luân chuyển khắp mặt sân. Khả năng chuyển hướng tấn công của cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Những đường chuyền từ cánh phải hoặc cánh trái sang cánh đối diện là những điểm nhấn trong những tình huống lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Nó mang tới bất ngờ cho đối thủ và giúp cho đội tuyển Việt Nam tạo nên được những xáo trộn bên hàng phòng ngự của Campuchia. Từ đó tìm ra những khoảng trống và thời cơ dứt điểm. Phương Thảo. Thanh Nhã. Nguyễn Thị Vạn. Không được. Lê bóng của Thanh Nhã. Nỗ lực cứu bóng không thành công của số 19. Tình huống ném biên sai luật của cầu thủ Campuchia. Phương Thảo. Tuyển Việt Nam có hai chiến sinh đôi, đó là Trần Thị Phương Thảo và Trần Thị Phương Thảo. Hai đôi này đều sinh năm 1993. Thanh Nhã.
hơi mạnh. Đầu hiệp 2 thì đội tuyển Việt Nam đã có hai sự thay đổi trong đội hình. Tuyết Dung và Trần Thị Thu được tung vào sân thay thế cho Bích Thủy và Thu Thương. Cú sút. Những cái tên được đưa vào sân trong hiệp 2 cũng đang thi đấu vào đúng vị trí mà những người đồng đội đã nhường vị trí cho để lại. Soviet. Bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam, Nguyễn Thị Vạn. Chọc khe cho Hải Yến. Vẫn là Hải Yến, Hải Yến ngã rồi, quả penalty. Penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội để chúng ta có thể nâng tỷ số lên 2-0. Hải Yến rất khôn ngoan. Cô kịp chạm vào bóng để khiến cho thủ môn của Campuchia bị động. Sau một quãng thời gian dài ép sân nhưng chưa thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai, thì bây giờ cơ hội lớn tới với đội tuyển Việt Nam. Và đứng trước bóng đang là Hải Yến. Cơ hội để cho số 12 của chúng ta có được bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 31. Phạm Hải Yến và thủ môn Soviet. Chính xác, tỷ số là 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cú đá penalty quá khó của Hải Yến. Bây giờ thì cách biệt đã là 2 bàn. Khả năng cầu thủ Campuchia có thể làm nên chuyện với việc giành điểm ngày hôm nay là rất khó. Phạm Hải Yến. Cầu thủ mang áo số 12. Phạm Hải Yến quả mặc năm 2021 là người đã nâng tỷ số lên 2-0. Hải Yến được bình chọn vào danh sách 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2021. Với thành tích cùng đội tuyển quốc gia giành vé dự World Cup. Cô trưởng thành từ một lớp dạy bóng đá đặc biệt ở quê nhà Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội. Và có thời gian sau đó thì Hải Yến đã nỗ lực không ngừng để có được một chỗ đứng vững chắc trong đội hình của đội tuyển bóng nữ Việt Nam như ngày nay. Lần đầu tiên Phạm Hải Yến có mặt ở đội tuyển quốc gia là vào năm 2011, cách đây 11 năm. Như đã nói thì tháng 3 vừa qua, Hải Yến đã nhận bằng cử nhân loại giỏi khoa huấn luyện thể thao của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Thực tế thì cô đã tốt nghiệp từ tháng 9 năm ngoái, nhưng tới tận tháng 3 năm nay mới có thời gian để tới trường và nhận bằng. Vì liên tục phải góp mặt trong đội tuyển quốc gia và tham gia thi đấu ở nhiều nơi, nên Hải Yến cũng được nhà trường tạo điều kiện để không phải thường xuyên tới trường theo học. Mỗi năm thì Hải Yến chỉ tới trường 2 kỳ vào tháng 6 và tháng 12 và cố gắng học dồn tất cả các môn trong quãng thời gian dài rác cả ngày để có thể kịp hoàn thành giáo án. Rất khôn ngoan.
61, tỷ số trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia đang là 2-0. Đội chủ nhà đang dẫn trước với các bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn và Hà Yến. Giống như hiệp 1 thì hiệp 2 này cầu thủ nữ Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận. Và thường xuyên tất cả các cầu thủ Campuchia đều phải có mặt ở phần sân nhà để lo nhiệm vụ phòng ngự của mình. Hoàng Quỳnh. Tuyết Dung rất khéo léo. Đường chọc khe của Tuyết Dung. Bóng vẫn còn trong sân. Thanh Nhã ngoặt bóng, vẫn là Thanh Nhã, không qua được hai cầu thủ của Campuchia. Trần Thị Thu. Phương Thảo. Đây là Nguyễn Thị Vạn. Và Sự xâm nhập vào cấm địa. Và Sự rất nhanh. Nguyễn Thị Vạn Sự là một trong hai cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển bóng nữ Việt Nam vào lúc này. Vạn Sự và Thanh Nhã đều là những cầu thủ sinh năm 2001. Ngày mới 21 tuổi. Hà Yến. Hai cầu thủ trẻ nhất trong thành phần đội tuyển Việt Nam đều đang có mặt trên sân. Bóng đã trúng sân ngang. Thiếu chút nữa có bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ Việt Nam. Và cắt còi khá khó hiểu của trọng tài. Đáng lẽ đó phải là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam được hưởng phép lợi thế. Còn đây là tình huống trước đó khi mà bóng đã trúng sân ngang. Bây giờ thì đội trưởng Huỳnh Như chuẩn bị tung vào sân. Cô thay thế cho Hải Yến. Bàn thủ quân cũng được trao lại cho số 9 của đội tuyển Việt Nam. Thì Campuchia cũng có sự thay đổi người. Substitution for Cambodia, player number 8, Ti Sam Nang, replaced by player number 7, Lee. Cầu thủ đội tuyển Campuchia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 8, Ti Sam Nang rời sân. Cầu thủ mang áo số 7, Sok Lee vào sân. Nhờ nói thì thành phần đội tuyển Việt Nam vào lúc này có sự giao thoa giữa các thế hệ cầu thủ. Quả đá phạt của Tuyết Dung. Bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú đá có ấn tượng của số 7. Đã nhiều lần Tuyết Dung mang về những bàn thắng từ những tình huống cố định. Và SEA Games 21 thì một lần nữa cô lại cho thấy được tài năng của mình. Bàn thắng thứ hai của Tuyết Dung tại SEA Games. Trước đó trong trận đấu với đối thủ Philippines thì Tuyết Dung cũng chính là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 7, Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi bàn thắng cho
xem lại quả đá phạt cực kỳ khó chịu của Tuyết Sùng. Bây giờ thì cách biệt đã là 3 bàn. Trong một trận đấu mà huấn luyện viên Mai Trùng đã có thể giữ sức cho những cầu thủ trụ cột thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang có được một kết quả cực kỳ ấn tượng trước đối thủ Campuchia. Tuyết Dung. Đây là Trần Thị Thu. Lại là Tuyết Dung. Và trình chấp quyết liệt. Bây giờ tôi có thể khẳng định ngày hôm nay chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về cầu thủ Việt Nam. Cùng với đó chúng ta cũng nắm chắc ngôi vị đầu bảng. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được xác định sau loạt trận cuối cùng của bảng B diễn ra vào ngày mai. Vào ngày mai thì lúc 16 giờ Singapore sẽ đối đầu với Myanmar, và lúc 19 giờ Lào sẽ chạm trán Thái Lan. Thái Lan và Myanmar là những đội bóng được đánh giá cao hơn. Lào đã chắc chắn bị loại, còn Singapore thì vẫn còn cơ hội. Nhưng Singapore sẽ chỉ có thể có được tấm vé đi tiếp với nhiệm vụ là đánh bại Myanmar. Huỳnh Như. Và xoay bóng không thành công của Huỳnh Như. Không được. Lúc này thì đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 38 huy chương vàng tại SEA Games 31 và vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Ngày hôm nay thì rất nhiều những huy chương đã tới ở các bộ môn như điền kinh, bơi hay rowing. Cùng với đó là những huy chương vàng tại các môn ủ su, đấu kiếm và thể hình. Bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Cầu thủ bóng rất nỗ lực. Nguyễn Thị Vạn đã lấy được bóng rồi. Mặc dù đang dẫn trước đối thủ tới 3-0, nhưng các cầu thủ chúng ta vẫn cho thấy quyết tâm thi đấu tuyệt vời của mình. Hoàng Quỳnh đường truyền bằng gót chân dành cho Vạn Sự. Nguyễn Thị Vạn. Thanh Nhã. Hàng thủ của Campuchia tỏ ra lúng túng trước sức mạnh tấn công của các cô gái Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn. Số 18 có rất nhiều cơ hội dứt điểm trong trận đấu ngày hôm nay.
cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú xâm nhập vòng cấm địa của Văn Sự. Văn Sự và Thanh Nhã là hai cầu thủ trẻ nhất trong tay của huấn luyện viên Mai Trung vào lúc này. Hai cầu thủ sinh năm 2001 nói trên thì đội tuyển nước Việt Nam còn có hai cầu thủ sinh năm 2000, đó là Thu Thương và Tuyết Ngân. Trần Thị Thu. Hoàng Quỳnh. Không được. Lại là cầu thủ Việt Nam. Đường chuyền dài của Hoàng Quỳnh quá chính xác. Ngày hôm nay Hoàng Quỳnh cho thấy khả năng điều phối tuyệt vời của mình. Hoàng Quỳnh là một tiền vệ có nhãn quan chiến thuật rất tốt. Tuy vậy thì tuổi 30, khả năng tranh chấp của Hoàng Quỳnh cũng rất hạn chế. Bởi vậy mà trong trận đấu với Philippines thì những cái tên được lựa chọn đó là Thùy Trang và Dương Thị Vân. Thùy Trang cũng là một tiền vệ lớn tuổi nhưng thực tế thì cô lại có nền tảng thể lực và sức mạnh rất tốt. Đưa bóng vào. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Hoàng Quỳnh. Đường chuyền lộ của Hoàng Quỳnh. Rất quyết liệt. Nguyễn Thị Vạn. Đội trưởng Huỳnh Như. Bóng được chuyền sang cánh phải dành cho Thanh Nhã. Vẫn là những tình huống phối hợp rất nhịp nhàng của các cô gái áo trắng. Phạm Hoàng Quỳnh. Lần này thì đường chuyền của số 6 đã không tìm tới đúng địa chỉ của đồng đội. Campuchia có 2 sự thay đổi người liên tiếp. Cambodia, player number 10, Som Vifa, replaced by player number 19, Kiat Siphon. Player number 9, Jun Jun, replaced by player number 17, Chit Saphun. Đội tuyển Campuchia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 10, Som Vifa rời sân. Cầu thủ mang áo số 19, Kiat Siphon vào sân. Cầu thủ mang áo số 10, Som Vifa, Jun Jun rời sân. Cầu thủ mang áo số 17, Chit Saphon vào sân. Campuchia không có đủ một cơ hội trong trận đấu ngày hôm nay. Đến lúc này họ vẫn chưa có bất cứ cú sút điểm nào. Thậm chí là một lần chạm bóng trong vòng cấm địa cũng là xa xỉ với các cô gái Campuchia. Thực lực giữa đôi bên là quá chênh lệch. Thời gian qua thì bóng đá nam của Campuchia đã có nhiều chuyển biến. Và năm nay họ mang tới SEA Games một dàn cầu thủ với chất lượng tương đối tốt. Tuy vậy thì câu chuyện bóng đá nữ có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn để có thể mang tới những chuyển biến. Nhất là khi Philippines cũng vừa mới nổi lên như một đội bóng mạnh trong khu vực cùng với Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.
thay đổi người bên phía đội tuyển Việt Nam. Hoàng Quỳnh rời sân, nhường chỗ cho Dương Thị Vân. Substitution for Vietnam, player number 6 Phạm Hoàng Quỳnh, replaced by player number 16 Dương Thị Vân. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 6 Phạm Hoàng Quỳnh rời sân. Cầu thủ mang áo số 16 Dương Thị Vân vào sân. Từ lúc này thì đội tuyển Việt Nam đã sử dụng 4 quyền thay đổi người. Vẫn còn một quyền thay đổi người nữa để cho lên Mai Đức Chung. Và đi bóng giữa tay Trần Thị Thu. Quá tắt. Rất nguy hiểm. Có thêm bàn thắng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. 4-0. Chiến thắng rất đậm đà. Và đang thực sự cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, cho tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Nguyễn Thị Vạn đã có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Khác với hiệp đấu đầu tiên thì các cơ hội cứ trôi qua trên mũi giày của các cầu thủ áo trắng, thì trong hiệp đấu thứ hai này chúng ta đã tận dụng rất tốt thời cơ của mình. By player number 18, Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn. Cầu thủ mang áo số 18, Nguyễn Thị Vạn ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Ladies and gentlemen, từ cú đá phạt của Tuyết Dung, Dương Thị Vân. Thank you for attending. Kính thưa quý vị, số lượng khán giả tới sân trong trận tay phép lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam. Rồi, Huỳnh Như không vào. Chắc chắn là Huỳnh Như cũng rất khát khao ghi bàn vào lúc này. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam cũng chưa có bàn thắng nào cho tới lúc này tại SEA Games 31. Vừa rồi là một pha xử lý rất ấn tượng của Huỳnh Như. Cô có thể dứt điểm ngay ở góc hẹp. Bàn thắng thứ năm đã tới với đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng ngày một đậm hơn. Người đã tạt bóng trong tình huống vừa rồi có lẽ là Dương Thị Vân. Đã cầm chắc chiến thắng trong tay, thậm chí là ngôi đầu bảng. Nhưng chắc chắn là các học trò của đội tuyển Mai Đức Chung vẫn luôn muốn ghi thêm những bàn thắng nữa để cống hiến cho những khán giả đã tới sân tập ngày hôm nay Việt Nam, và ủng hộ những cô gái vàng của chúng ta. Trần Thị Thu. Như vậy là người tạt bóng là Trần Thị Thu, còn Dương Thị Vân là cầu thủ đã đánh đầu không thành công. Bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy là cục diện của bảng A môn bóng bàn nữ SEA Games 31 đã ngã ngũ. Đội tuyển bóng nữ Việt Nam dẫn đầu với 2 trận toàn thắng cùng hiệu số vượt trội. Đội tuyển nữ của Philippines giành vị trí thứ 2 và cũng sẽ có mặt ở bán kết. Đối thủ của Việt Nam và Philippines sẽ được xác định sau loạt trận vào chiều mai. Việt Nam sẽ chơi trận bán kết 2. Trận đấu sẽ diễn ra vào 19 giờ của ngày 18 tháng 5. Trước đó lúc 16 giờ sẽ là trận bán kết 1. Trận đấu có sự góp mặt của Philippines. Trận chung kết và trận tranh huy chương đồng của môn bóng nữ sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5. Nhịp nhàng. Rồi vào. 6-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng của cầu thủ trẻ Văn Sự.
Bây giờ thì tinh thần của cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam là rất thoải mái. Chắc chắn là bất cứ cái tên nào trên sân cũng đều muốn ghi bàn, đều muốn lập công. Go for Việt Nam, my player number 11, Vân Thị Vạn Dư. Cầu thủ mang áo số 11, Vân Thị Vạn Dư ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Vạn Dư và Thanh Nhã là đôi cánh của Việt Nam cho trận đấu ngày hôm nay. Đôi cánh còn rất trẻ, những cầu thủ sinh năm 2001. Lấy bóng của Dương Thị Vân, Thanh Nhã chuyền bóng cho Tuyết Dung. Đây là Huỳnh Như, cầu thủ của chúng ta xử lý bóng rất gọn, gần như không có động tác thừa nào trong những pha xử lý của cầu thủ để dẫn dắt đối luyện viên Mai Đức Trung. Trần Thị Thu, cho tới lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang là những người sở hữu chiến thắng đậm nhất ở SEA Games năm nay. Trước đó thì Philippines thì thắng Campuchia 5-0. Trần Thị Thu, mai thì đội tuyển bóng đá nam của chúng ta sẽ bước vào trận đấu tiếp theo ở vòng bảng của SEA Games 31 với gặp đối thủ Timor Leste. Lúc này thì tấm vé đi tiếp đã ở rất gần với thầy trò lên bên Park Hang-seo. Timor Leste cũng là đội bóng đánh giá thấp nhất ở bảng đấu của đội tuyển Việt Nam, vì vậy mà cơ hội góp mặt ở bán kết rất lớn với Hùng Dũng và các đồng đội. Chúng ta đã trải qua những trận đấu có phần khó khăn trước Philippines hay Myanmar. Người cuối cùng bên phía đội tuyển Việt Nam, Thanh Nhã rời sân và nhường chỗ cho Thùy Trang. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ, cầu thủ mang áo số 19 Trần Nguyễn Thị Thanh Nhã rời sân, cầu thủ mang áo số 8 Trần Thị Thùy Trang vào sân. Substitution for Cambodia, player number 11 Ban Chi Minh, replaced by player number 18 From Saifo, player number 12 Ông Sao Ri, replaced by player number 14 Captain Sabay. Đội tuyển Campuchia có sự thay đổi cầu thủ, cầu thủ mang áo số 11 Ban Che Ve vào rời sân, cầu thủ mang áo số 18 Phon Ông Saifo vào sân. Huỳnh Như dứt điểm chưa đủ độ hiểm hóc, cầu thủ có thể đánh bại đội thủ môn của Campuchia. Vào sân, đội trưởng của chúng ta vẫn đang rất khát khao ghi bàn. Hình như tới lúc này đã có 4 quả bóng vàng trong sự nghiệp của mình. Chưa có một cầu thủ nào ở Việt Nam giành được 5 quả bóng vàng, và nó chắc chắn là mục tiêu mà số 9 sẽ hướng tới.
nhưng sẽ không dễ để cô đạt được mục tiêu này, khi mà vào lúc này thì đội tuyển bóng nữ Việt Nam đang có rất nhiều những cái tên nổi bật và là một tập thể đồng đều, nhiều cầu thủ có thể tỏa sáng. Những cá nhân như Tuyết Dung, như Hải Yến, Thùy Trang, Bích Thùy đều chơi rất ấn tượng. Dương Thị Vân, cú sút của Dương Thị Vân, bàn thắng thứ 7 cho đội tuyển Việt Nam, quá đẹp mắt. Dương Thị Vân mang tới thêm một khoảnh khắc diệu kỳ nữa trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay. Trước đó thì Tuyết Dung cũng đã ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp với quỹ đạo hiểm hóc, và bây giờ thì tới cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của Dương Thị Vân. Năng ghi bàn của đội tuyển nữ Việt Nam thực sự đa dạng, những bàn thắng tới từ nhiều vị trí khác nhau, cầu thủ mang áo số 16, nhiều cách thức khác nhau. Dương Thị Vân ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cho thấy đẳng cấp của một đội bóng đã giành vé tham dự World Cup, nó đã vượt xa khỏi sân chơi SEA Games. Tỷ số đã là 7-0 rồi. Chiến thắng rất đậm dành cho đội tuyển Việt Nam. Trần Thị Thu, nếu có cầu thủ áo trắng tiếp tục ghi bàn thì có lẽ việc hiển thị tên những cầu thủ ghi bàn trên bảng tỷ số cũng sẽ trở thành một công việc khó khăn. Bây giờ thì bảng tỷ số đã rất dày đặc những cái tên ghi bàn cho đội tuyển nữ của chúng ta rồi. Trần Thị Thu, Văn Sự, lại là Trần Thị Thu. Chuyển ra rất thoáng. Dương Thị Vân quyết liệt. Nguyễn Thị Vạn, những phút cuối cùng của trận đấu, và khi bóng không thành công của đã trôi tới phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Trần Thị Thu, Văn Sự, đây là Hải Linh. Và xử lý không thành công của Huỳnh Như. Sẽ có 3 phút bù giờ cho trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia. There will be 3 minutes of added time. Thời gian bù giờ là 3 phút. Văn Sự, các cầu thủ áo trắng vẫn đang miệt mài tấn công, tìm thêm những bàn thắng, mang tới niềm vui dành cho các khán giả đã tới cổ vũ mình trong trận đấu ngày hôm nay. Hải Linh,
Đây là Thùy Trang. Phút bù giờ thứ hai rồi. Rất khỏe, Thúy Trang. Bóng lại bị cắt đứt. Văn Sự. Ngày mai thì các nội dung thi đấu của SEA Games bài 1 sẽ tiếp tục diễn ra và sẽ có trên các kênh thể thao của VTV Cup. Mời quý vị khán giả chú ý theo dõi. Ở môn bóng đá thì chúng ta sẽ tới với lượt trận cuối cùng tại bảng A. Indonesia sẽ gặp Myanmar vào lúc 16 giờ. Còn Việt Nam sẽ gặp Timor Leste vào lúc 19 giờ. Cả hai trận đấu này đều sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Phút bù giờ đã trôi qua. Trần Thị Thu. Có lẽ đây sẽ là tình huống bóng cuối cùng. Trần Thị Thu. Quá gửi rất dẻo. Quá tạt. Và như vậy là trọng tài đã hồi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Campuchia. Tỷ số chung cuộc hôm nay là 7-0 nhưng về phía các cô gái của chúng ta, một chiến thắng có thể nói là tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và đội tuyển Việt Nam đã khép lại chiến dịch vòng bảng của SEA Games 31 với ngôi đầu bảng cùng thành tích toàn thắng cả hai trận đấu. Chúng ta sẽ chuẩn bị hướng tới vòng bán kết với những đối thủ có thể là Thái Lan, Myanmar hoặc Singapore. Đội tuyển Việt Nam buổi tương tác trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Campuchia của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với phần bình luận trường quay. Nghe nói gì?